Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Gen Z Nutrition, một thương hiệu kinh doanh thực phẩm bổ sung uy tín và 100% chính hãng tại thành phố Thủ Đức. Và hôm nay sẽ là một video mà Luân tập luyện cơ ngực tại THL Gym Center quận 9. Thì như tất cả các bạn cũng đã biết thì cơ ngực là một cái cơ mà rất là nhiều người đàn ông thích, tức là nam rất là thích ngực. Tức là ngực của mình bự và ngực của gọi là người đối diện, họ rất là thích cái phần cơ ngực này. Thì hôm nay Luân sẽ là một cái buổi tập ngực của Luân. Thì Luân sẽ chia sẻ với mọi người là Luân sẽ tập ngực như thế nào và những cái bài mà Luân thích. Thì ngực thì nó sẽ chia thành rất là nhiều kiểu để mình có thể tập. Thì hôm nay là Luân sẽ tập thiên về cái hướng nó truyền thống một chút, tức là Luân sẽ tập với những bài free weight. Và những bài này nó sẽ là những bài rất là cơ bản, rất là phổ biến mà hầu hết mọi người đều đã thấy ở tất cả các phòng tập. Nhưng hôm nay đặc biệt là Luân sẽ tập ở THL Gym Center quận 9. Thì ở đây có những cái thiết bị rất là xịn, gọi là dàn thiết bị đến 100% từ USA. Thì Luân sẽ tập với những thiết bị đó để chia sẻ với mọi người những cảm nhận mà Luân cảm nhận được khi mà Luân tập như vậy. Cái thứ hai là sẽ chia sẻ với mọi người là những cái kinh nghiệm nhỏ mà Luân tích lũy được trong gần 10 năm tập luyện của mình để làm gì, giúp cho mọi người tránh được chấn thương. Thứ hai là giúp cho mọi người tập luyện được hiệu quả. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày tập luyện rất là truyền thống và nó sẽ có hơn một tí về cái việc là xây dựng sức mạnh. Thì trước tập thì Luân đã uống Total War là một cái loại pre-workout mình uống để mà nó giúp khai phá được cái nguồn năng lượng bên trong mình để mình tập luyện được sung hơn. Tại vì bản chất của cái việc xây dựng và phát triển cơ bắp á, mọi người hình dung là cơ bắp của mình nó càng phải bị tàn phá thì nó mới có nhiều lý do để nó phát triển. Đó là lý do tại sao mọi người thấy là những vận động viên họ thường là tập nặng nè, tập nhiều nè, tập với cường độ cao. Mình không phải là mình hướng tới những vận động viên, nhưng mà để minh chứng cho mọi người thấy là nếu mình muốn đạt được một cái thành tích cao hơn, một kết quả tập luyện nó cao hơn, tại vì mỗi người sẽ có mỗi nhu cầu khác nhau, thì những cái thực phẩm bổ sung nó sinh ra để nó giúp cho mình đạt được cái điều đó một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Thì trong tập thì Luân sẽ uống EAA. Thì Luân đang uống EAA, lâu lâu thì Luân uống Aminolin. Trước tập thì Total World hoặc là Outlip. Thì cái đó là tùy vào mình sở thích cái nào của mình thôi. Thật ra đôi khi mình nhìn như vậy mình thấy là ủa, vậy có vẻ như là tập gym tốn nhiều tiền quá, mình phải đầu tư mua cái này mua cái kia. Thì Luân sẽ giải thích cho mọi người như thế này. Thật ra mọi người không mua, mọi người không dùng, mọi người vẫn có thể tập được. Được hay không? Chắc chắn là được. Nó cũng giống như việc là mình đi học ở trường, nếu mình có điều kiện mình mua một cái máy tính, đây là máy tính toán á, thì mình sẽ làm ra cái bài toán nhanh hơn, thì cái việc học của mình nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn, tốt hơn, tối ưu hơn, mình sẽ giải được bài tập nhiều hơn, mình sẽ tiếp thu được nhanh kiến thức hơn đó. Còn nếu như trường hợp mình không có điều kiện để mua một cái máy tính thì mình hoàn toàn có thể tính tay, mình lấy một giấy nháp ra mình có thể tính được, và chắc chắn nó sẽ không thể nào nhanh, nó sẽ không thể nào hiệu quả và nó sẽ không thể nào chính xác bằng cái máy tính. Nhưng về câu trả lời là nếu như mình có điều kiện để đầu tư, và đặc biệt là mình đầu tư cho chính sức khỏe của mình, thì cái giá trị mà mình nhận được nó sẽ cực kỳ lớn. Nếu như mà mình tính ra một tháng, nếu như mình dành cỡ tầm 2-3 triệu, nếu như mình có điều kiện 2-3 triệu đầu tư sức khỏe của mình để mình lấy lại được một cái vốn mà nó là vô giá, nó giúp cho mình sinh sôi nảy nở ra rất nhiều thứ trong cuộc sống. Các bạn hãy tưởng tượng là mình sẽ làm gì nếu như mình có rất là nhiều tiền ở trong ngân hàng, mình có một người yêu rất là đẹp, mình có một gia đình rất là tuyệt vời, nhưng mình không có sức khỏe, mình mất đi cái sức khỏe, thì lúc đó những thứ đó không ai có thể hưởng thụ giùm chúng ta được. Đó là lý do tại sao mà dù chúng ta làm được 10 đồng thì nên dành ít nhất là 20 đồng cho cái việc là đầu tư cho thể chất và sức khỏe, thì nó là dinh dưỡng của mình. Đó thì Luân muốn chia sẻ cái góc nhìn của Luân đến với mọi người như vậy. Thì bây giờ Luân đang ngỏ mặt ở trên một cái máy. Đây là mọi người thấy cái máy này nó rất là phổ biến rồi đúng không? Đây cameraman quay một vòng cho mọi người thấy cái máy đi. Đó, cái máy này rất là phổ biến. Thì mọi người thấy là cái máy này nó đủ phổ biến, nhưng mà một cái sự khác biệt của những cái máy cao cấp USA á là mọi người thấy là nó rất là chắc chắn. Tại vì có một số máy mọi người tùy điều kiện phòng, thì cái này là video diễn chia sẻ trải nghiệm mà, thì Luân sẽ nói cho mọi người cái cảm nhận của Luân. Thì cái máy này nó rất là chắc chắn mọi người. Nó rất là chắc chắn. Thì mọi người có hình dung là tại sao mình sự cần chắc chắn không? Ví dụ như mọi người tập 10kg mỗi bên, ok mọi người sẽ chưa thấy rõ được cái giá trị của nó. Nhưng nếu mọi người tập 30kg, 40kg mỗi bên thì mọi người sẽ cảm thấy là cái sự ổn định và cái sự chắc chắn của cái máy, tức là nó nằm ổn định ở trên mặt đất rất là quan trọng. Thứ nhất là nó cho mình một cảm giác tập sướng hơn. Thứ hai là nó giảm được cái nguy cơ về rủi ro chấn thương. Tại vì nếu mà cái máy mình nó cứ rung lắc ấy, thì ở trong cái quá trình mình thực hiện động tác ấy, mà đặc biệt là khi mình tập nặng nữa, mình sẽ khó mà kiểm soát được. Đó, mà khi nó rung lắc như vậy
thứ nhất là cho mình trải nghiệm tập không có tốt, không có tuyệt vời. Thứ hai là nó sẽ rủi ro về chấn thương, tại vì khi mình tập nặng mà nó không ổn định các bạn, nó không ổn định thì nó sẽ rất là rủi ro và sẽ không có làm tốn nhiều thời gian của mọi người nữa. Luôn sẽ bắt đầu ngay với bài tập này. Thì thật ra là mình phải khởi động trước, thì có rất là nhiều cách khởi động khác nhau. Tới ngày hôm nay thì thật ra cũng chả có một cái gì gọi là tuyệt đối đúng. Thì luôn khởi động thì thường thường sẽ xoay các cái khớp mà luôn sẽ dùng trước. Cũng có một số anh, một số chị, một số bạn là khởi động ngay chính với cái bài tập này luôn. Điều đó là đó là bình thường, nhưng chúng ta phải có khởi động trước khi tập, chứ đừng có một cái mình lao vô mình tập luôn, nó sẽ gây một cái gọi là sốc chấn thương. Đó là mình hoạt động một cách đột ngột với một cái mối lượng đột ngột và cơ thể, cái cơ bắp của mình nó bị sốc. Và các bạn có biết cái rủi ro nó sẽ xảy ra là gì không? Đó chính là rách cơ. Các bạn có hình dung được cái sự rách cơ không? Rách cơ là cực kỳ ghê gớm, cực kỳ đau luôn các bạn. Thấy bạn? Tại vì mình để luôn giải thích cho các bạn một chút. Khi mà mình tập luyện thể dục thể thao là mình đã tác động cho sợi cơ mình nó gây tổn thương rồi. Để nó phát triển thì nó sẽ tạo ra hiện tượng đó gọi là hiện tượng giãn cơ. Đó là gì? Cơ bắp bị tổn thương, mình phải nghỉ ngơi để phục hồi. Cho nên là lý do mình tập ngực rồi ngày mai mình không tập ngực được nữa, tại vì nó đã bị tổn thương, mình mới cho nó thời gian nghỉ ngơi. Cái đó là giãn cơ, đó là ôi tập về bị căng cơ quá. Cái đó là bình thường. Đó, cái đó là một mức độ chấp nhận được để phát triển cơ bắp. Nhưng khi mà rách cơ, tức là sợi cơ của bạn nó bị tét ra luôn. Nó rách ra luôn, thậm chí là nó đứt là nặng lắm luôn á. Thì khi đó máu á, nó sẽ gọi là các bạn sẽ bị gọi là xuất huyết ở bên trong. Thì lúc đó cảm giác của mình rất là đau, cơ bắp mình nó sẽ cần rất là nhiều thời gian để nó lành lại. Đó là lý do tại sao mà đừng đột ngột nhảy vô tập nặng luôn, nó sẽ gây ra cái rủi ro về rách cơ. Và ở trên mạng cũng có một số idol nó bị rách cơ, rách toẹt một cái máu tuôn ra rất là nặng, cái đó rất là nguy hiểm nha mọi người. Cho nên là luôn muốn chia sẻ mọi người cái kinh nghiệm là như vậy. Đặc biệt là những bạn mới tập, các bạn hãy lắng nghe những cái chia sẻ của luôn. Tại vì thật sự là luôn muốn cho các bạn tập được hiệu quả, các bạn có sức khỏe. Có thể mình không cần đô giống người này người kia, nhưng hãy giữ sức khỏe cho mình. Khi bạn có sức khỏe, bản thân bạn vui, hạnh phúc, và người thân của bạn cũng sẽ nhận được cái năng lượng tốt của các bạn. Ok, bắt đầu với bài tập này. Luôn sẽ khởi động 12 set với cái cây không này luôn. Các bạn nhớ thấy luôn là khi luôn tập là luôn ưỡn ngực, cái lưng luôn thẳng lại, hai bả vai mình cố gắng ép vào nhau. Rồi mình xuống mình ưỡn ngực lên, mình hít một hơi vào, đẩy lên. Đó, các bạn thấy là khi mà luôn tập thì mày đi ngồi để ý là luôn hay để xuống sát hết cái cây chạm ngực luôn, chạm ngay vị trí ngay cái ti của các bạn á, hoặc là nó dưới một chút, đúng không? Chứ mình đừng có để cho nó rớt vô cổ nha các bạn. Rớt vô cổ là cực kỳ nguy hiểm luôn, rớt vô cổ là sai đó, là tập sai đó các bạn. Đó, và khi mình đẩy lên thì mình đừng có thẳng hết tay vậy nè, thẳng hết tay vậy là khóa khớp nè. Thì các bạn hãy tưởng tượng là mức đã đè lên khớp của bạn thì nó sẽ rất là rủi ro để các bạn bị chấn thương, thật mình có thể là gãy tay luôn đó. Cho nên là hãy lưu ý cái đó. Và mình khởi động với bài này thì luôn sẽ tập hầu hết những bài ngực của luôn tập là luôn sẽ tập tầm 3 đến 4 set cho một bài. Và nếu như ngày nào tập nặng thì luôn tập đẩy từ 6 đến 8 cái đó. Thì hôm nay luôn sẽ tập như vậy thì chắc là luôn sẽ tập 4 đến 5 bài. Thì luôn sẽ rút ngắn video lại, thì luôn sẽ tập thị phạm cho mọi người xem mỗi bài luôn tập 1 đến 2 set cho mọi người xem video thôi cho nó ngắn. Rồi sau đó là sẽ tập những bài tiếp theo. Thì hy vọng rằng video này sẽ truyền tải được cho mọi người những thông tin thú vị và bổ ích. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở set tập đầu tiên của luôn cho bài tập ngực này. Ok các bạn, và bây giờ Luân sẽ bắt đầu cái set tập khởi động của Luân với lại cái mức tạ này. Thì mỗi bên 20kg. Thì Luân muốn chia sẻ với mọi người là mình một cái sai lầm rất là phổ biến mà rất nhiều người mắc phải, đó là vì khi chúng ta lên mạng chúng ta thấy canh nó đô đô con bự con tập, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta tập theo như vậy chúng ta sẽ được như ảnh, hoặc là chúng ta cho rằng ảnh tập như vậy là đúng và mình tập như ảnh cũng sẽ là đúng. Cái đó là một cái sai lầm rất là kinh điển luôn các bạn. Tại vì cái người mà ta đã đô bự đó, hay là những idol bodybuilding này đó, họ tập cái gì cũng đúng đó các bạn. Tại vì họ đã có một cái thâm niên, họ đã có một cái sự rèn luyện, họ đã trải nghiệm qua rất là nhiều rồi. Cho nên là các bạn đừng bắt chước. Mình hãy bắt đầu với những gì cơ bản nhất, những gì an toàn nhất, và mình nâng lên từ từ. Đó là mức này là mức khởi động của Luân. Nhưng có thể các bạn sẽ tập nên tập nhẹ hơn, tại vì tùy sức, tùy thâm niên mỗi người. Cho nên là đừng vội bắt chước idol. Khi các bạn xem video của Luân thì Luân muốn chia sẻ với các bạn những cái tinh thần đó,
những cái thông tin đó để mọi người cẩn trọng. Đó, cũng đừng cái vội nghe người này người kia, hãy tập cho chính bản thân mình an toàn nha các bạn. Ok, khởi động thì tôi sẽ tập 10 rep đi. Bắt cô tập ngược thì cũng rất là đơn giản, ép hai bả vai, lưng giữ thẳng nè. Cái phần này là lưng thẳng lên nè, mọi người thấy không? Đó, cái ngược ưỡn. Rồi, ok, xuống mình hít vào, lên mình thở ra. Tay cũng giữ thẳng. Có nhiều bạn luôn thấy nè, cầm nè. Cầm như là cái cổ tay nó chấm như là rất là nguy hiểm luôn nha các bạn. Cái cổ tay các bạn nó chịu áp lực rất là lớn, nên là các bạn lưu ý lại mình để cái tay thẳng lên vậy luôn. Đó, một cái mẹo nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Đó, thẳng xuống. Rồi, lời nói cho các bạn thêm một thông tin nữa, đó là nếu mà các bạn tập lâu thì luôn không dám ý kiến, nhưng mà luôn muốn dành video này cho những người mới, những người bắt đầu với bộ môn này, tập luyện với mục tiêu là rèn luyện sức khỏe. Thì mọi người để ý nè, luôn xô lúc mà luôn tập á là chân của luôn trụ vững như vậy nè, thấy không? Chân của luôn trụ vững như vậy, như vậy hoặc như vậy. Nếu mà lại lên được như vậy thì các bạn có thể quen hơn. Còn cơ bản chính là cái như này, hai chân dang rộng vững chãi, đó nó sẽ tạo cho mày một cái thế rất là vững. Còn nếu mà các bạn cứ vậy nè, nhiều người chơi vậy đó, thậm chí là vậy đó, thì luôn nói với các bạn nghe, nó rất là nguy hiểm cho cuộc sống của các bạn luôn, nó cực kỳ nguy hiểm cho cuộc sống của bạn luôn. Khi các bạn để vậy đó, là cuộc sống của bạn nó không có thành một cái chuỗi liên kết vững được, thì nó sẽ bị như vậy nè. Và đặc biệt khi các bạn để nặng nữa thì các bạn không thể hình dung được đâu, bộ não cơ thể mình nó sẽ xử lý bằng cách là khi mình để nặng mình nó sẽ, cơ thể nó sẽ xảy ra hai phản ứng: một là tìm mọi cách để đẩy mức tạ lên, hai là nó chịu không nổi là sụp. Thì khi mà cái phản ứng một nó xảy ra, nếu các bạn không đủ trình độ, không đủ thâm niên á, và khi các bạn để cái chân cái kiểu đó thì các bạn đặt mình vô một tình thế nguy hiểm. Tại vì sao? Lúc đó cơ thể các bạn nó đang tìm cách để nó chinh phục mức tạ đó, thì nó khi vận dụng mọi cách luôn, thì lúc đó vô tình các bạn đang đặt cái cột sống của mình trước một cái rủi ro chấn thương. Mà chấn thương cột sống là coi như là chấn thương cuộc sống luôn đó các bạn, nên là hãy để ý điểm đó. Ok, và bây giờ Luân sẽ bắt đầu sẽ tập chính thức của Luân, và hẹn gặp lại mọi người ở trong những sẽ tập chính thức. Artless IO. Set đầu tiên xong, hoàn thành. Bây giờ mình sẽ nâng tạ lên một chút. Thật ra nếu mà các bạn được, các bạn nên mua thêm quấn cổ tay để đeo khi mà mình tập nặng, nó sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn nhiều hơn. Và trong lúc tập thì chắc chắn rồi, cơ bắp mình, các bạn đã bao giờ cảm thấy bị mỏi cơ trong lúc tập chưa? Các bạn đã bao giờ cảm thấy bị sụi, bị xuống sức, đó, bị đau nhức trong lúc tập và mình không hoàn thành tiếp những set tiếp theo hay chưa? Nếu rồi thì EAA sẽ là cách giải quyết tuyệt vời cho bạn. Mình pha một muỗng EAA, nếu mà lon là luôn uống muỗng rưỡi, với một đầy bình nước của mình và nhâm nhi trong suốt buổi tập, nó sẽ là một thứ nước giải khát tuyệt vời dành cho bạn khi mà vận động thể dục thể thao, phục hồi, chống mất cơ và gia tăng sức bền để bạn chinh phục một buổi tập hoàn hảo. Ok, hẹn các bạn ở set thứ hai. Ok, và Luân sẽ tập set thứ hai. Ok, mình sẽ rút ngắn video này, Luân sẽ tập hai set thì khoảng với mọi người thôi, sau đó mình sẽ đến với những bài tiếp theo. Let's go. Ok, hai bên nó cân đối rồi, bắt đầu bắt đầu tập ha các bạn. Hãy nhớ là tập lượng sức mình, tập phù hợp với sức mình. Và nếu mà tập nặng quá mình cảm thấy không an tâm, mình không cảm thấy là mình không kiểm soát được mức tạ đó, thì nên có một người support mình để tránh những cái tai nạn như là những cái chấn thương nha các bạn. Ok, hãy nhớ sức khỏe là vô giá, đừng có đánh đổi nó và đẩy rủi ro lên quá cao. Cảm ơn các bạn.
Checklist.io. Và như vậy là Luân đã vừa tập xong bài tập đầu tiên cho ngày tập ngực chuyên về sức mạnh và rất là truyền thống này. Thì thật ra ở phòng của các bạn thì mỗi phòng mỗi khác nó sẽ có rất là nhiều những thiết bị khác nhau. Thì hôm nay là một cái buổi mà Luân muốn chia sẻ với mọi người về những bài tập truyền thống cổ điển và mình có thể tập được ở hầu hết tất cả các phòng. Thì sau này Luân sẽ làm thêm nhiều những cái video mà nó sẽ thiên về máy móc nhiều hơn nữa để chia sẻ cho mọi người là phế mà phòng các bạn có cái máy này, phòng tôi có cái máy này thì tôi nên tận dụng nó như thế nào để cho tối ưu cái buổi tập của tôi. Để thứ nhất là mình tối ưu, mình tác động được vô đa dạng các khía cạnh của cái cơ mình muốn tập. Cái thứ hai là mình tận dụng được những cái lợi thế mà cái nơi tập gym của mình nó có. Và cái thứ ba là mình làm cho cái việc tập luyện của mình nó trở nên thú vị hơn. Ok. Và sau khi tập thì một cái nhỏ thôi, đó là mình tháo tạ ra các bạn. Mình nên tháo tạ ra để cho nó nhẹ lại. Hoặc là nếu tốt nhất thì các bạn trả nó về cái không nguyên trạng luôn. Đó, để Luân thường làm như vậy. Tại vì các bạn biết sao không? Có một số người đó, họ không có tập nặng được như mình. Hay là chị em phụ nữ đi, thì khi mà họ đi tập họ rất là ngại khi nhìn thấy những cái mức tạ nặng như vậy. Tại vì nó vậy thì họ phải mất công họ tháo ra, thì nó sẽ làm phiền đến những người sâu quá các bạn. Nên là Luân thường có thói quen là Luân sẽ gỡ tạ ra sau khi mình tập xong, để không có làm phiền tới những người tiếp theo, những người sâu. Thì đó là một cái việc nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình có một cái môi trường tập luyện nó thoải mái và nó không có ảnh hưởng tới người khác. Ok. Và tôi sẽ tiến lên tầng 4 để tập với những bài dumbbell. Hẹn gặp lại các bạn tại tầng 4 với những bài dumbbell. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng 4 THL trung tâm quận 9 để mà mình đến với những bài dumbbell nha các bạn. Thì mới hết một bài mà Luân đã uống gần nửa bình BCAA rồi. Nhiều bạn có nhiều bạn đặt câu hỏi luôn là BCAA thì cái nào tốt hơn. Thì thật ra các bạn hình dung nha, EAA nó là mẹ của BCAA. Tức là BCAA nó nằm ở trong EAA. BCAA nó chỉ có 3 nhóm chất thôi. Đó là isoleucine, leucine và valine. Còn EAA là nó tới 8 nhóm chất. Tức là nó đã chứa 3 cái nhóm nó trong đó luôn rồi. Và nó bổ sung thêm 50 nhóm chất thiết yếu khác nữa cho cơ thể của mình. Cho nên là nếu mà có điều kiện các bạn dùng hẳn EAA luôn, cho nó đầy đủ, cho nó toàn diện và cho nó chất lượng. Chứ thật ra dùng BCAA thì ngày xưa khoa học công nghệ nó chưa có sản xuất ra được EAA. Thì người ta tạm dùng BCAA thôi, chứ bây giờ là dùng EAA hết rồi các bạn. Đó. Và các bạn nếu mà muốn mua những cái thực phẩm bổ sung cao cấp uy tín chính hãng, các bạn hãy tìm tới đây Gen Z Nutrition. Đây là một cái nơi rất là uy tín và bán hàng 100% chính hãng luôn. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc là nhiều lúc nha, thật sự luôn các bạn, sao thấy bên này hình như bán mấy cái EA hay là nọ có thể có những sản phẩm nó mắc hơn ở ngoài bạn. Nhưng mà các bạn hình dung một hàng chính hãng nó sẽ khác với hàng trôi nổi, là hàng không có giấy tờ, hàng nhái, hàng lậu đó. Và khi bạn hình dung là khi mà khách hàng càng ham rẻ, người tiêu dùng càng ham rẻ, thì những cái khía cạnh đó nó sẽ càng xuất hiện. Thì nếu mà mình tiết tiền, mình ham những cái sản phẩm rẻ hơn, mình dùng những cái hàng lậu, hàng nhái, hàng không kém, hàng kém chất lượng, đôi khi là không rõ xuất xứ, mình uống cho người của mình, thì rủi ro là chính mình chịu, mà mình đang đánh cược với sức khỏe của mình chỉ với một vài trăm ngàn. Cho nên là luôn vẫn chọn Gen Z Nutrition, tại vì ở đây thứ nhất là bán hàng 100% chính hãng đó, cái thứ hai là tư vấn rất là có tâm, có kinh nghiệm, có trải nghiệm cho sử dụng và mới tư vấn cho khách hàng, chứ không phải là chỉ là buôn bán đơn thuần. Nói là Luân muốn chọn chỗ này vì sức khỏe của mình xứng đáng với gì tốt nhất. Và bây giờ Luân đang có mặt tại tầng 4 THL trung tâm quận 9. Luân sẽ tập ngực, tiếp tục là tập ngực, và chắc là Luân sẽ tập cái khu vui này đi các bạn. Các bạn thấy không, thiên đường để chúng ta có thể tập luyện. Và đến với bài dumbbell thì thật ra quay lúc mà Luân tập thì nó không có gì để nói hết. Luân sẽ chia sẻ cho mọi người là dumbbell á là một cái dạng bài tập khó. Thì khi mà tập dumbbell á nó sẽ khó hơn ở chỗ là các bạn phải dùng nhiều nhóm cơ hơn để điều khiển được cái bài tập đó, điều khiển được cái động tác đó. Cho nên các bạn nhớ là nếu mà các bạn chưa đủ thâm niên hãy tập nhẹ trước. Các bạn tập chuẩn được dumbbell rồi là hầu như các bạn có thể chinh phục được hầu hết tất cả các bài khó rồi đó. Tại vì dumbbell là một bài khó, khi các bạn tập với dumbbell nó không chỉ đơn giản là ngồi vô và đẩy. Nó mà nó còn là lên tạ, xuống tạ. Thì bây giờ Luân sẽ tập và Luân sẽ chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm mà Luân có được. Thì bây giờ Luân sẽ đẩy ngược trên đi. Đây. Thì bây giờ đây là một cái ghế này thì là Luân thích đẩy ngược trên thì Luân để 30 độ. Tầm này. Đó, một cái ghế rất là cao cấp luôn. Và Luân sẽ tập 45kg các bạn. Đây. 45kg.
dù như mà nặng như vậy á thì các bạn nếu mà có sức khỏe thì các bạn xách. Rồi nếu mà ai mà muốn tiết kiệm sức để tập á, mình để đây mình lăn tới cái chỗ mà mình muốn tập. Nhưng mà nhớ là để ý người xung quanh nha, đừng để lăn trúng người ta nha các bạn. Đó, thẳng lưng lên, nãy giờ luôn hơi ẩu á, cong lưng, thẳng lưng như nè. Ngồi thẳng lưng như nè, xong mình tập lấy nhấc đồ nặng lên. Mình tập cái thói quen đó trong cuộc sống của mình luôn thì nó sẽ giảm cho mình những rủi ro và chấn thương. Nhiều người phát vì đĩa đệm là vì cái lý do đó đó. Thẳng lưng lên để cuộc sống mình nó thành một chuỗi kết nối chặt với nhau thì nó sẽ an toàn cho mình. Và Luân sẽ tập bài này từ 6 đến 8 cái và Luân sẽ tập 3 đến 4 set. Vậy bây giờ Luân sẽ thì phạm cho các bạn xem là Luân sẽ lên mức tạ nặng này như thế nào sao cho an toàn, đúng cách và mình vẫn tập luyện hiệu quả được, tiết kiệm sức nhất. Ok, thì đầu tiên là mình để hai tạ lên ha. Mình đang ngồi vậy mình chỉ đẩy tạ lên thôi. Rồi, khi tạ bắt đầu nó vào vị trí rồi, các bạn nhìn luôn nha, thẳng lưng nè, cái này nó giống như tư thế deadlift vậy đó, thẳng lưng, không, ngực mình ưỡn thẳng lưng, xong mình cầm hai này mình nhấc lên, mình lấy hai cái đùi của mình đạp lên, chứ không phải là mình được cái cô dùng cái lưng mình nại lên nha các bạn, rất là nguy hiểm, đó, rồi mình để tạ vậy, mình để lên đùi, xong mình để nó tựa vô người mình như này, lúc mà mình các bạn tập ngực các bạn cũng phải nhớ là ưỡn ngực, lưng dưới thẳng lên, hai vai ép vô nhau. Chứ đừng có để cái lưng nó cong nha, lưng dưới thẳng lên nha các bạn. Nó thậm chí là mình hơi ởn nhẹ luôn. Xin lỗi các bạn, nó hơi là luôn nói nhiều vậy luôn mệt, luôn phải lấy lại sức một chút và luôn sẽ tập cho các bạn xem luôn. Ok. Let's do it. Dùng hai cái đùi hất tạ lên, chứ không phải là dùng tay nại kéo nó đâu, không kéo nổi đâu các bạn, nguy hiểm lắm. Bắt đầu. Music licensing reimagined. Xuống. Xong. Mình đứng lên. Cứ thể hạ từ từ xuống vậy. Thẳng lưng, hai này mình trụ vững. Đó. Thì đó là một cái cách để mà mình tập cho nó được an toàn. Như vậy các bạn thấy là chân xuống ở vị trí này là rất là thấp luôn. Cái đó cũng là một cái rủi ro chấn thương nha. Tại vì mức này luôn còn kiểm soát được, đó là sức của luôn còn kiểm soát được. Còn nếu mà các bạn mà nặng hơn là mình nhớ là nên có một người support mình đẩy mình lên cái khúc đó, tại vì khúc đó nó rất là sâu, rất là dễ bị chật vai. Nên là mọi người lưu ý nha, ai cũng muốn tập nặng, ai cũng muốn chinh phục những mức tạ lớn hơn, nhưng mà hãy đặt cái yếu tố đảm bảo an toàn lên hàng đầu, tại vì các bạn không thể hình dung được nếu như các bạn chấn thương nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy sống nó chán lắm luôn các bạn. Mình phải nghỉ tập, mình phải vận động mình nó yếu kém lại. Ai mà đã bị trải qua chấn thương rồi sẽ rất là thấu hiểu cảm giác đó. Luôn không muốn mọi người trải qua cái điều đó, nên là hãy để ý chỗ này nhé. Ok, và Luân sẽ tập bài này 3 set. Cảm ơn các bạn. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Nhờ có Total World Reworkout trước tập chính hãng từ Gen Z và EAA trong tập, luôn sẽ chinh phục được buổi tập này một cách hoàn hảo nhất. Và đó là sự đầu tư cho sức khỏe, đó là sự đầu tư cho cái vốn lớn nhất mà mỗi chúng ta có được, đó chính là sức khỏe của chính mình. Đừng tiếc tiền đầu tư nếu như các bạn có thể đầu tư, và hãy chọn những sản phẩm chính hãng uy tín vì sức khỏe của bạn, nó sẽ uống vào trực tiếp cơ thể của bạn. Cho nên là hãy đừng vì ham rẻ mua những hàng trôi nổi trên mạng không uy tín, không chất lượng để rồi chuốc họa vào thân. Hy vọng là những chia sẻ của Luân sẽ giúp cho mọi người có được những cái thông tin hữu ích và thú vị. Chắc chắn rồi, nhâm nhi thôi các bạn.
Và đó là bài thứ hai mình luôn tập trong buổi ngày hôm nay cho các bạn ngực của mình. Hai bài này là hai bài lấy đi rất là nhiều công lực. Nó là hai bài rất là khó và Lương đã đẩy nặng với hai bài này. Và càng về sau thì dấu chẳng là mức tạ mình sẽ giảm lại và mình sẽ đẩy nhiều rep hơn để tăng cái cường độ của tập lên. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở bài thứ ba. Và như vậy là Lương đã hoàn thành xong được hai bài quan trọng và Lương sẽ đến với bài thứ ba cũng quan trọng không kém. Đó là bài ép ngực. Thì bài ép ngực này mình Lương sẽ không có tập nặng các bạn. Tại vì mình đã tốn rất là nhiều sức cho hai bài đầu tiên rồi. Hai bài đầu tiên đó là hai bài mà mình sẽ build sức mạnh, tập trung mình build sức mạnh cho hai bài đó. Còn bây giờ thì Lương sẽ tập ép ngực. Hay là bài chest fly, nhưng mà Lương tập với lại ghế phẳng này luôn. Tập với lại tạ dumbbell. Ok, bài này nó sẽ có tác động là nó làm tác động vô một cái cạnh ngực của các bạn. Và nó sẽ làm cho cái cơ ngực của mình nó được tấn công một cách toàn diện. Thì sau khi mà nó bị tổn thương cơ toàn diện như vậy á, thì nó sẽ có lý do để nó phát triển toàn diện và các bạn sẽ có một cái ngực đẹp. Đó, toàn diện, nhiều góc cạnh, nhiều khía cạnh. Nên là mình tập nhiều bài là để như vậy đó các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Tập nhẹ lại. Tại vì nãy mình đã tốn sức hai bài kia nhiều rồi. Đối với bài tập này thì mình cố gắng tập để mình feel cơ, mình cảm nhận cơ mình. Và khi mình tập tới những cái lúc giai đoạn này là bắt đầu cái hệ năng lượng mạnh nhất trong cơ thể mình đó là hệ creatine phosphate đã bị tuột rồi các bạn. Cho nên là theo nghiên cứu khoa học thì cái sức mạnh của mình nó sẽ được bộc phát và nó sẽ là một cái nguồn năng lượng dồi dào nhất nằm ở 30 phút đầu tiên trong buổi tập của mình. Đó là lý do tại sao mà mình nên tận dụng 30 phút đó đem tập sức mạnh. Bây giờ bắt đầu sức mạnh nó xuống rồi, mình sẽ luyện qua sức bền và cái sự chịu đựng. Sức bền tức là khả năng chịu đựng của cơ thể trong một thời gian dài. Thì bây giờ mình sẽ tập qua cái bài này để mình tác động vô khía cạnh của ngực, mình xé những sợi cơ nhỏ nhất còn lại của nó cho những cái bài cuối cùng này. Đó, và Lương sẽ tập cái bài này 12 đến 15 cái, không có tập nặng và tập 3 đến 4 set. Cảm ơn các bạn. Và chắc chắn rồi, trong cái buổi tập của mình thì mình phải nhâm nhi EA. Mình nhâm nhi EA và tới cuối buổi tập thì cái EA nó cũng sẽ hết luôn. Ok. Một set nữa. Cái bài này thì mình nghĩ ít thôi, tầm 45 giây đến 1 phút thôi. Nếu mà các bạn nào khỏe thì các bạn nghỉ sau nghỉ 30 giây thôi là có thể làm tiếp được rồi. Bắt đầu. Wow. Các bạn thấy đó, cái quan trọng đó, đôi khi mình đặt ra là mình sẽ hoàn thành bao nhiêu bài, nhưng mà nó vẫn có một cái điều mà bạn nên lưu ý khi các bạn tập, đó là mình phải cảm nhận cơ thể của mình. Mình thấy là tới lúc này là như tôi bị sụi rồi, tôi bị xuống sức, hay là tới lúc này là cơ tôi đã bị tàn phá rồi. Tại vì mục đích tối cao, mục đích cuối cùng nhất của mình đi tập đó là mình tác động, mình xé được càng nhiều cơ càng tốt, gây tổn thương càng nhiều càng tốt. Và mình hãy cô động cái buổi tập của mình lại trong vòng 60 đến 90 phút thôi, đừng dài hơn. Thì vì lúc đó cơ thể mình nó sẽ tiết ra một cái hormone, đó là gọi là acid lactic, và cái cortisol nó trong thận mình nó sẽ tiết ra. Lúc đó nó sẽ làm cho cơ thể mình bị stress, và lúc đó mình càng cố tập là mình càng mất cơ, mình càng mệt mỏi, mình càng suy nhược, nó sẽ dẫn đến hiện tượng quá tải, và khi đó sẽ rủi ro chấn thương rất là cao. Nên các bạn hãy lưu ý cái đó. Và đó là bài tập thứ ba của Lon. Để rút ngắn video, Lon sẽ tiến tới bài tập thứ tư để chúng ta cùng nhau kết thúc bài tập ngực ở bài tập cuối cùng này. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở bài tập thứ tư. Ok các bạn, và đây sẽ là bài tập cuối cùng của Lon. Thật ra là tại vì mình đã cảm nhận được là cơ mình đã bị tàn phá rất là nhiều rồi. Tại nãy mình đã tập cái bài kia nhiều, hai bài đầu là rất là quan trọng, nó đã bào đi lấy đi sức mạnh của mình rất là nhiều. Bài thứ ba là ép ngực với lại dumbbell. Và bây giờ sẽ là một cơ chế cuối cùng để là Lon kết thúc của tập ngực của mình. Đó là bài ép ngực với lại cable với cáp. Nó sẽ là một cơ chế khác để nó tác động một cách toàn diện vô cái cơ của mình. Mình sẽ xây dựng được sức mạnh, mình xây dựng được sức bền và mình xây dựng được độ dày cũng như là độ gọi là toàn diện của cơ. Đó, Lon sẽ tập với cái máy này. Cable, một cơ chế rất là quan trọng. Và hầu hết, mình nghĩ là hầu hết tất cả cái phòng thì đều có cái này. Thì có cái dàn cable này. Rồi, thì mình chỉnh. Đó, các bạn lưu ý tập cable. Thì thật ra tập cable á, về cuối á thì mình sẽ không có tập nặng nổi đâu thôi.
đó là luân thôi. Còn các bạn nếu mà còn sức thì mình cứ tập. Nhưng mà cái khó của tập cable đó là mình tập đúng động tác, mình cảm nhận được đúng cơ. Và cái khó của bài này á là các bạn phải cảm nhận được đúng cái cơ các bạn tập, đó là ngực. Nhiều khi mình ăn gian á, mình dùng vai với bắp tay mình kéo không ạ? Thì một cái mẹ để luôn dùng cho lưng tập cái bài này cho nó đúng á. Mình canh hai bên cân rồi đúng không? Đó là mình ưỡn ngực mình lên, ưỡn ngực mình lên, rồi thẳng lưng xuống. Bài này không có tập nặng nha, nhẹ thôi. Đó, mình thấy đứng như vậy, rồi mình cảm nhận cái ngực đó, mình thấy nó căng nó ép đó, rồi bắt đầu ra có kiểm soát vô, bắt đầu thôi. Các bạn có thể đứng một chân trước một chân sau hoặc là như vậy, tùy các bạn. Đứng vậy thì nó cũng thoải mái lắm, thì thoải mái là được. Như từ từ thôi nha các bạn. Đừng để nó lôi mình quá thì nó sẽ dễ bị chấn thương vai. Đó các bạn. Và những phút gần cuối thật sự rất là mệt rồi. Đó là một cái buổi tập ngực chuyên về sức mạnh và sức bền. Và đó là bốn cơ chế mà các bạn nên đảm bảo khó trong buổi tập của mình. Và luôn cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Và nếu mà các bạn có thích video này, đừng quên ấn nút like. Và nếu thích hơn nữa, các bạn không muốn bỏ lỡ những video thú vị hấp dẫn từ Gen Z Nutrition để chia sẻ những thông tin hữu ích, thiết thực, thực dụng và đã có kinh nghiệm để kiểm chứng qua thời gian tập luyện gần 10 năm luôn, thì các bạn hãy subscribe kênh YouTube channel của Gen Z Nutrition. Luân sẽ làm rất là nhiều những cái video để hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm mà Luân có được, cũng như là những cái kiến thức mà Luân đã tích lũy được để giúp cho mọi người tập luyện được hiệu quả, tăng được sức mạnh, đạt được sức khỏe và vóc dáng như mình mong muốn. Và chắc chắn rồi, một buổi tập mà muốn hoàn thành tốt và đạt được hiệu suất cao thì không thể thiếu intra workout là EAA. Trước tập thì Luân 20 phút Luân đã uống Total World. Tất cả đều 100 là hàng chính hãng từ Mỹ. Và Luân đã tin chọn Gen Z vì nơi đây là một nơi bán thực phẩm bổ sung rất là chất lượng, 100% chính hãng, uy tín và đặc biệt là rất có tâm. Đó. Nếu là các bạn muốn mua thực phẩm bổ sung cao cấp uy tín, hãy đến Gen Z Nutrition ở địa chỉ số 77 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn tập luyện thật thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.